Thì khi mà gán xong thông số cho trường gì sụt lên thì là chúng ta đã xong nội dung liên quan đến dữ liệu thô cho stack và JSON. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm nhanh cái dữ liệu tinh cho stack và JSON. Nào, dữ liệu tinh cho stack và JSON thì chúng ta đều có tạo load và tạo link cho các cái tab này hoặc là cho các cái tài nguyên trong khung nhìn gì sổ sheet đây ạ. Đây là các tài nguyên, còn Gantt chart là các cái nội dung công việc. Thì chúng ta đều có thể tạo load và tạo link. Vậy thì là tại sao chúng ta cần phải tạo load, tại sao chúng ta cần phải tạo link cho các công việc đó? Bởi vì khi mà chúng ta triển khai các cái công việc thì không chỉ đơn thuần là chúng ta đọc cái nội dung công việc trong file tiến độ mà chúng ta có thể triển khai được ngay. Đó. Chúng ta còn rất nhiều cái thông tin khác liên quan để cho cái công việc đó được diễn ra. Mặc dù nó không nằm trong cái kế hoạch của chúng ta đâu, nhưng mà chúng ta vẫn cần phải làm. Hoặc vẫn cần phải xem nếu chúng ta muốn công việc đó được triển khai. Ví dụ như công tác giải phóng mặt bằng, chúng ta muốn thực hiện được giải phóng mặt bằng trong một dự án nào đó thì trước đó chúng ta cần phải làm một số thủ tục, ví dụ như là liên hệ với lại cả công an phường, ví dụ như liên hệ với lại một số anh em xã hội đen xung quanh dự án để chúng ta có đặt mối quan hệ trước, vân vân vân, để cho cái công tác giải phóng mặt bằng này của chúng ta được thuận lợi khi nó diễn ra. Hoặc là đối với công tác đào móng thì chúng ta chỉ biết là đào móng thôi đúng không ạ? Nhưng mà ví dụ như chúng ta có một quy trình về đào móng, hay là những cái lưu ý hay những cái hướng dẫn cho công tác đào móng mà được doanh nghiệp chúng ta ban hành thì chúng ta muốn là đưa những thông tin đó vào đây. Đó. Rồi thì các công tác khác cũng vậy, ví dụ công tác xây, công tác chat, chúng ta có cái quy trình, có cái hướng dẫn, có các form biểu mẫu để nghiệm thu đúng không ạ? Thì chúng ta muốn đưa nó vào. Tương tự với thằng tài nguyên. Ví dụ như chúng ta muốn tài nguyên đó là được mua ở đại lý A, mua ở công ty B, ký hợp đồng thuê ở một đại lý C, một doanh nghiệp D nào đó. Hay là một tài nguyên máy móc nào đó của chúng ta muốn có một cái quy trình hướng dẫn sử dụng, hay là một cái lịch trình bảo dưỡng, chúng ta muốn đưa vào cho cái tài nguyên máy móc đó để trong quá trình thực hiện dự án thì chúng ta cần phải theo dõi và thực hiện theo những cái hướng dẫn đó, thì tất cả những cái đó của chúng ta đều có thể đưa vào được bằng những cái nốt link. Nốt là những cái ghi chú, link là những cái link liên kết. Giả sử những tác giải phóng bằng này tôi muốn tạo nó một ghi chú thì tôi sẽ chuột phải vào chọn load hoặc là kích đúp vào để bật start information và kích vào load. Giả sử như tôi ghi chú đây là phải quan hệ với chính quyền địa phương, trước khi thực hiện một tuần hạn đấy. Rồi, ok. Thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy một biểu tượng load đây. Thì biểu tượng load này nó sẽ giúp ích cho chúng ta trong công đoạn mà chúng ta quản lý tiến độ ấy. Trong công đoạn mà chúng ta triển khai dự án ấy. Thì chúng ta luôn luôn nhìn thấy những cái thông tin hướng dẫn thông qua những cái load này. Đó, và chúng ta làm theo thôi. Làm theo thì chúng ta sẽ triển khai được dự án một cách đó tốt nhất có thể đúng không ạ? Hay ví dụ như công tác đào móng là tôi có một quy trình, tôi muốn gắn nó vào bằng cách là tôi tạo link, đến một cái tài liệu nào đó, giả sử như một cái file Word, ok, thì ngay lập tức nó sẽ có được một cái link đến một cái file mà tôi đính kèm vào, được chưa? Tôi kích vào nó thì nó sẽ hỏi là có bật lên hay không, thì bật lên thôi, đó thì nó sẽ bật lên cho tôi một cái file, đây, file mà tôi gắn vào đây, đó. Và nhớ là trong
cái lốt cái link này của chúng ta. Đối với lốt thì chúng ta có thể là đính kèm một cái đối tượng nào đó, thì chúng ta sẽ lựa chọn là insert object. Insert object thì khi lựa chọn insert object này, chúng ta cũng có thể là lựa chọn là đính kèm một cái file nào đó trên máy tính của chúng ta vào đây. Phải, tuy nhiên là chúng ta phải cân nhắc lựa chọn này, bởi vì khi mà chúng ta attach vào đây thì được hiểu là cái file đó nó sẽ đính kèm và trực tiếp trong cái file project của chúng ta và sẽ làm cho file project của chúng ta lặn lên, đúng không ạ? Cho nên nó sẽ được lợi thế là khi mà chúng ta gửi file đi cho người khác thì cái file attach của chúng ta nó cũng sẽ đi theo đó. Nó khác với cái link, đúng không ạ? Link của chúng ta là nếu như mà chúng ta tạo link thì nó sẽ là link ở trên cái máy tính của chúng ta, đúng không ạ? Link đến một file trên máy tính của chúng ta. Còn nếu như chúng ta link đến một cái địa chỉ internet nào đó thì người khác mới có thể kích vào xem được, đúng không ạ? Thì cái này chúng ta có thể là thiên biến vạn hóa lên một chút xíu là chúng ta sẽ có ngay. Bây giờ chúng ta có rất nhiều các nền tảng cloud, đúng không ạ? Thì tất cả tài liệu của chúng ta có thể up lên cloud và chúng ta lấy cái đường link chúng ta paste vào đây. Paste vào đây. Nếu chúng ta có một quy trình xây up lên một cái cloud nào đó thì bây giờ sẽ có rất nhiều, đúng không ạ? Có Google Drive, OneDrive, có Mediafire, Fc, có mega.nz. Mọi người thấy tôi đa phần tôi hay dùng mega.nz đúng không ạ? Bởi nó cho lưu trữ dung lượng khá là lớn, đúng không ạ? Ví dụ như là đây là tôi có thể cho mọi người xem chính là cái mega.nz tôi nó rất nhiều, đúng không ạ? Đây là mega.nz của tôi. Tôi lưu trữ rất nhiều thông tin trên đó, bởi nó lên tận 50 GB mà. Đó, rất nhiều folder trên đó. Sắp hết rồi. Sắp hết rồi. 50 GB mà sắp hết rồi. Rồi, sau đó chúng ta có thể tạo link đây. Và có một cái mà mọi người cũng có thể tìm hiểu, đó là fload.me. Đây là một cái trang để cho phép chúng ta tạo ra các cái lốt online. Lốt online. Và chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những cái lốt đó với những cái thông tin giống như tôi tạo đây. Đây là một cái link mà tôi muốn gửi cho phe con. Và trong đó nó có rất nhiều các thông tin. Trong cái link này lại còn chứa link, đúng không ạ? Trong cái link này lại còn chứa link nữa, đúng không ạ? Mọi người thấy là nó giống như một cái thông tin trên website của chúng ta. Đấy, nó có một cái link. Và sau này tôi sẽ gửi cho bên đơn vị kia cái link này. Link này, nó dưới dạng rút gọn bit.ly. Và khi kích vào thì nó sẽ xem được như sau. À, tôi mở một cửa sổ ẩn danh ạ. Đây, nó sẽ yêu cầu là phải nhập password. Đó, nó sẽ mở ra như này, đúng không ạ? Thì bên đầu bên kia sẽ được mở một tài liệu như này và kích vào, nó sẽ có một các thông tin đi kèm đó, form này, tiên lượng này, đính kèm từ Mediafire này, đấy ạ. Đó, trong link lại còn có link. Thì chúng ta có thể là tham khảo là trang fload.me nhé. Cái này rất dễ sử dụng, chúng ta đăng nhập vào tạo một tài khoản là chúng ta có thể dùng được ngay. Rất dễ sử dụng, nếu ai mà không sử dụng được thì có thể inbox ở trên group chat thì tôi sẽ hướng dẫn thêm. Còn nó rất dễ sử dụng, tôi sẽ không hướng dẫn. Đấy. Rất dễ sử dụng. Chúng ta có thể tham khảo trang fload.me cho phép chúng ta tạo ra những cái link thông tin. Chúng ta hoàn toàn thể lựa chọn, có rất nhiều lựa chọn, có thể là công khai, riêng tư hoặc là yêu cầu phải mật khẩu. Công khai là có thể là cái link đó của chúng ta sẽ được search được trên Google, đúng không ạ? Những người khác cá nhân bất kỳ nó có thể search được thấy tài liệu của chúng ta trên Google. Hai là chúng ta có thể lựa chọn riêng tư thì chỉ có chúng ta xem được thôi. Ba là lựa chọn mật khẩu thì cái này thường thường là chúng ta dùng cho đối tác, đúng không ạ? Thì yêu cầu bắt buộc phải nhập một cái mật khẩu nào đó do chúng ta cung cấp vào thì mới mở được cái link đó. Như tôi vừa phải nhập vào đó là cái mật khẩu là Felica, thì cái bên đơn vị mà tôi gửi cho mới có thể mở được cái link mà tôi đã send cho họ. Đó thì chúng ta lưu ý tham khảo thêm cái fload.me nhé, để chúng ta có thể tận dụng được cái chức năng
là link cho start và resource trong project. Thằng resource chúng ta cũng cũng tạo lốt tạo link tương tự thôi, ví dụ nhân công đây chúng ta tạo lốt thôi. Là ví dụ nhân công thì huy động từ dự án XYZ nào đó về đó. Chúng ta lốt rồi đấy, để khi nào mà dự án triển khai thì chúng ta biết là huy động người từ đâu về, từ dự án nào về đó. Hoặc là có lưu ý gì, tất cả những cái lưu ý nói lại là chúng ta có thể ứng dụng cái lốt cái link đó để chúng ta thêm những cái thông tin chi tiết, thêm những thông tin mô tả, thêm những cái tài liệu đính kèm cho bất kể tác hoặc hoặc cái gì thuộc nào đấy ạ. Chúng ta phải vận dụng linh hoạt hai cái lốt và cái link này, hai lốt và cái link này. Chỉ có một cái lưu ý nho nhỏ là đối với cái link thì là chúng ta nên tận dụng những cái nền tảng cloud để chúng ta có được các cái link đó, có được cái link đó. Còn nếu doanh nghiệp là lớn thì chúng ta có cái website riêng có thể upload cái dữ liệu chúng ta lên đó thì nó tiện hơn, đúng không ạ? Còn không thì chúng ta có thể là có rất nhiều nền tảng khác để hỗ trợ chúng ta. Rồi đấy là lốt và link. Nào, tiếp đến là cái thông tin cho tinh cho start thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có thông tin tinh cho start bao gồm là milestone và deadline. Vậy thì milestone là gì? Deadline là gì? Milestone là những cái mốc quan trọng trong dự án của chúng ta để đánh dấu những cái thời điểm nào đó cho chúng ta tự định nghĩa, tự định nghĩa. Đó. Giả sử như chúng ta có cái mốc gọi là mốc khởi công, chúng ta sẽ chèn vào đó một công tác, chèn vào trước cái công tác thi công tầng 1 này. Insert. Đó, cách chèn một công tác mới chúng ta chuột phải vào cái dòng muốn chèn và chúng ta chọn insert. Giả sử chúng ta công tác đặt tên là khởi công. Và đây chính là một cái mốc của dự án. Một cái milestone dự án. Thì một cái milestone trong project nó sẽ được định nghĩa khi chúng ta nhập cái giá trị là 0 ngày vào đây. 0 ngày vào đây. Đó. Đó là cái mốc về khởi công. Nó không có thời gian, nó chỉ là một cái đánh dấu là ngày hôm đó là khởi công thôi. Giả sử như chúng ta sẽ có cái mốc là mốc hoàn thành cái tầng 1. Ta có thể insert vào mốc hoàn thành tầng 1. Tương tự mốc hoàn thành tầng 2. Đấy ạ. Và mốc hoàn thành công trình. Đó. Chúng ta chỉ nhập 0 ngày vào là xong, tạo mốc xong, 0 ngày vào đây. 0 ngày vào đây. Đấy ạ. Đấy là những cái milestone nó đã tạo ra. Và chúng ta phải liên hệ những cái milestone này nó phù hợp với cái thời điểm trong dự án của chúng ta. Ví dụ như là công tác giải phóng mặt bằng của chúng ta sẽ sau công tác khởi công, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể là nhập vào đây là 1. Đó, thì ngay khi khởi công xong sẽ giải phóng bằng ngay. Công tác hoàn thành tầng 1 chính là một cái milestone của chúng ta. Thì nó sẽ được đánh dấu khi mà kết thúc tầng 1. Khi mà kết thúc công tác vệ sinh tầng 1 là sau 12, đúng không ạ? Đó thì chúng ta sẽ thấy là đánh dấu tích này. Đấy, khi mà vệ sinh xong thì đánh dấu là đã hoàn thành. Tương tự tầng 2 sau 20, đúng không ạ? Đây là mối liên hệ thôi, mối liên hệ thôi. Tương tự tháng nghiệm thu hoàn thành công trình nó sẽ được đánh dấu là xong khi mà xong tầng 2 và xong tầng 3, đúng không ạ? Nó cái milestone chúng ta cũng có phụ thuộc vào nhiều nhiều thằng khác. Ok. Và như vậy là chúng ta đã tạo ra cái milestone trong MS Project cho một dự án. Thì sau này chúng ta sẽ có cái chức năng là lọc các milestone nó rất là nhanh và chúng ta đã có được danh sách những cái mốc quan trọng cho dự án. Khởi công lúc nào, hoàn thành tầng 1 lúc nào, hoàn thành hay nào và hoàn thành công trình lúc nào. Đúng không ạ? Chúng ta biết được chính xác cái thời điểm, ngày tháng.
của những cái mốc quan trọng đó trong dự án. Và cái này thông thường nó sẽ là những người quản lý người ta rất quan tâm đúng không ạ? Người ta rất quan tâm bởi vì người ta không có thời gian để mà đi vào chi tiết. Người ta chỉ quan tâm quản lý những cái mốc chính thôi. Còn lại chi tiết thì sẽ anh em bên dưới sẽ triển khai. Đó. Thì đó là milestone. Milestone. Còn deadline là gì? Deadline là một cái giới hạn về mặt thời gian của một công tác nào đó. Giới hạn mặt thời gian của công tác nào đó. Thì trong thực tế của chúng ta sẽ có một số công tác hoặc một số cái hạng mục nằm trong những cái công việc nằm trong hạng mục nào đó là có yêu cầu về mặt thời gian hoàn thành. Ví dụ khi chúng ta có yêu cầu từ chủ nhà là cần phải đổ bê tông sàn tầng 1 trước ngày 15 tháng 4. Trước ngày 15 tháng 4. Đổ bê tông sàn tầng 1 trước ngày 15 tháng 4. Thì đó là một deadline, đúng không ạ? Nó một giới hạn thời gian. Trong công việc hàng ngày của chúng ta ở doanh nghiệp chúng ta cũng hay nói rất nhiều đến deadline đúng không ạ? Đó là thời hạn hoàn thành cái công việc đó. Thì chúng ta phải tạo ra cái deadline đó, tạo deadline đó để chúng ta có cơ sở, chúng ta căn cứ, chúng ta theo dõi. Theo dõi. Vậy để tạo deadline cho một project, chúng ta sẽ tạo sau. Giả sử tôi tạo cho thằng bê tông sản phẩm 1, nó cái deadline là ngày 15 tháng 4. Tôi kích đốt vào công tác đó. Thì ạ, tôi chọn thẻ ất vàng. Và tôi có mục deadline đây, tôi kích sổ ra chọn một cái lịch cho nó. 15 tháng 4. Chọn OK. Kích đúp hoặc là bấm tổ hợp phím Shift F2 bật lên Start Information, chọn thẻ Advanced, chọn Deadline và chọn cái ngày Deadline. Dạ, ấn OK. Thì ngay lập tức chúng ta sẽ có Deadline của công tác bê tông sản tầng 1. Và do cái Deadline của công tác sản tầng 1 là của chúng ta là ngày 15 tháng 4, tức là nó đang sớm hơn so với cái lịch tiến độ mà chúng ta đang lập. Thì thằng project nó sẽ có một cảnh báo cho chúng ta ở ngoài. This task go past its deadline on 15 tháng 4, tức là công việc này đã pass qua cái deadline nó. Ta chúng ta lập tiến độ là đã không đáp ứng được cái deadline. Đang không đáp ứng deadline. Nhưng mà chúng ta chưa bàn tới cái này. Đó. Thì cái này sau này chúng ta sẽ quy nó là một trường hợp của xung đột tiến độ nhá. Chúng ta bắt đầu lại nghe đến khái niệm là xung đột tiến độ. Xung đột tiến độ là khi mà một công việc nào đó chúng ta bị vi phạm deadline hoặc là thời gian của dự án chúng ta vi phạm cái kỳ vọng của khách hàng. Đó. Một là thời gian của một hạng mục hoặc cả dự án không đáp ứng. Hai là một cái deadline nào đó của chúng ta không đáp ứng thì gọi là xung đột tiến độ. Thì đây là vi phạm về deadline. Chúng ta chưa bàn đến cái xung đột. Xung đột. Chúng ta chỉ cần biết là cách chúng ta tạo đi là như vậy. Giả sử chúng ta đổ bê tông sàn tầng thượng, chúng ta có một deadline. Giả sử như có deadline là ngày 25 tháng 4. Trời. Thì nó không có điều gì ra cả, không có cảnh báo đâu ạ, bởi vì nó muộn hơn so với lại cái lịch trình chúng ta. Và chúng ta thử nhìn xem trên cái biểu đồ Gantt, cái biểu tượng milestone nó gì, nó là một cái hình mũi tên màu xanh này, màu xanh này, chúng ta nhìn ở đây thấy không, màu xanh này. Đây bên trên là một cái màu xanh nằm bên trước à, đó. Đó màu xanh đấy ạ. Thì đó là hai thông tin tiếp theo cho dữ liệu tinh của start sau load và link đó. Thì đối với start thì chúng ta phải tạo được load, tạo được link, tạo được milestone, tạo được deadline. Đó. Để làm cho thông tin của start được chi tiết đầy đủ hơn, được chi tiết đầy đủ hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp sang đến thông tin chi tiết, thông tin tinh cho thằng tài nguyên. Tài nguyên. Lúc đấy là chúng ta bàn về load và link rồi, nó cũng giống thằng start đúng không ạ? Chúng ta tạo load và link rất giống thằng start. Bây giờ thì chúng ta đối với tài nguyên dạng guốc, tài nguyên dạng guốc thì chúng ta sẽ còn bốn cái bài toán liên quan đến tài nguyên nữa, bốn cái bài toán liên quan tài nguyên nữa. Thì bài toán đầu tiên chúng ta cần phải bàn tới đó là
4 bài toán về tài nguyên nhé. Bài toán 1 đó là mắc Julius thay đổi theo thời gian. Bài toán số 2 đơn giá tài nguyên thay đổi theo thời gian. Chúng ta phải viết vào nhé. Bài toán số 3 đơn giá tài nguyên thay đổi theo công việc. Một bài toán số 4 là số lượng tài nguyên thay đổi trên một công việc. Rồi, chúng ta viết vào, sau đó thì chúng ta sẽ đi giải thích từng bài toán một. Bài toán 1, mắc Julius thay đổi thời gian. Bài toán 2, đơn giá tài nguyên thay đổi thời gian. Bài toán 3, đơn giá tài nguyên thay đổi theo công việc. Bài toán 4 là số lượng tài nguyên thay đổi trên một công việc. Đó. Thế là. Nào, bài toán 1 của chúng ta là gì? Là chúng ta sẽ đi thay đổi cái giá trị mắc Julius của chúng ta theo thời gian. Lúc nãy là chúng ta có nhớ cái biểu đồ của chúng ta đúng không ạ? Theo thời gian thì chúng ta sẽ có được một cái biểu đồ tài nguyên nào đó giống như thế này đúng không ạ? Chúng ta có một cái giá trị mắc Julius ở đây đúng không ạ? Nhưng trong thực tế của chúng ta, cái mắc Julius này nó có thể biến thiên, nó có thể là đến đây sau đó tụt xuống này, sau đó đến đây tăng lên và có thể kéo dài đến hết. Thì tại sao lại có sự biến thiên này? Trong thực tế nó tương ứng với tình huống nào? Thì trong giấy của chúng ta, cái mắc Julius của chúng ta biến thiên khi mà nó có sự biến động ở một thời điểm nào đó. Giả sử như khi mùa màng, ví dụ nhân công chúng ta bình thường là chúng ta cất được 50 người đúng không ạ? Nhưng đến khi mùa màng chúng ta chỉ cất được tối đa khoảng 30 người ở một thời điểm thôi. Và cái thời điểm mà 30 người đó chúng ta phải kéo dài trong vòng một tháng nào đó mùa màng ở ngoài miền Bắc đúng không ạ? Hoặc là ở tại thời điểm đó cái máy móc của chúng ta chỉ cấp được, thay vì là 5 con chúng ta chỉ cấp được 2 con thôi, bởi vì thời điểm đó chúng ta sẽ có một số dự án triển khai và nó có cũng có sử dụng, có nhu cầu sử dụng máy móc và chúng ta cũng phải là phân bổ cho dự án khác. Thì lúc này chúng ta cũng phải thay đổi cái giá trị mắc Julius nó phù hợp để khi đó cái cảnh báo của project của chúng ta nó đúng hơn đúng không ạ? Bình thường là nó chỉ cảnh báo ở hai cái đầu nhỏ nhỏ này thôi đúng không ạ? Hai cái phần nhỏ nhỏ này thôi. Nhưng thực tế nó còn cả dưới này nữa. Nếu như chúng ta phản ánh cái thông tin biến thiên, thông tin biến thiên đó, thì tất cả những cái việc mà chúng ta phản ánh cái mắc Julius biến thiên hay thay đổi như nào đó thì là chúng ta đang làm một cái bài toán gọi là phản ánh thông thông tin rủi ro cho dự án. Chúng ta phản ánh đúng cái thông tin thực tế để chúng ta nhìn thấy được cái rủi ro mà chúng ta có thể sẽ phải gặp phải khi chúng ta triển khai, có thể sẽ phải đó, chúng ta phải phản ánh vào đó. Và để phản ánh cái này thì chúng ta sẽ làm rất đơn giản như sau. Chúng ta kích đúc vào tài nguyên, chúng ta có thể general, và đây chúng ta sẽ thấy là có mục là resource availability. À, thì chúng ta sẽ khai báo đây. Giả sử như tôi muốn là đến ngày mùng 15 tháng 4 là nó chỉ có giá trị là 30 thôi, thì tức là nó làm đến ngày 14 tháng 4 tôi vẫn cấp được là 50. Còn bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4, giả sử thế, 20 tháng 4 tôi chỉ cấp được có 30 người thôi. Còn bắt đầu từ ngày 21 tháng 4 đến hết dự án thì nhập ký hiệu không xác định LA vào và tôi đã cấp tiếp được là 50. Thì tôi ấn OK. Ấn OK. Và như vậy là tôi đã tạo ra cái giá trị mắc Julius biến thiên cho thằng tài nguyên nhân công. Để xem được nó tôi xem như sau. Tôi vào Gantt chart. Tôi bật một cái khung nhìn kết hợp để xem những biểu đồ tài nguyên. Bằng cách là chuột phải vào phần biểu đồ Gantt, kích chọn Show Split. Chuột phải vào phần biểu đồ Gantt, kích chọn Show Split và chuyển cái khung nhìn bên dưới Start Form mà nó vừa tạo ra sang khung nhìn chỉ số ghép. Đó,
chúng ta chưa nhìn thấy gì, chúng ta kích đúp vào, kích chuột vào góc bên trên của cái bảng, chúng ta sẽ có một cái biểu đồ. Và nếu như chưa phải biểu đồ nhân công, chúng ta có thể cuộn chuột để tìm đến cái biểu đồ đó. Và đây chúng ta sẽ thấy cái giá trị max unit của chúng ta chính là cái đường màu đen đậm, đúng không ạ? Và nó biến thiên, mọi người nhìn thấy biến thiên rồi. À, 50 tụt xuống 30, kéo dài. À, tăng lên 50, kéo dài đến hết dự án. Đó. Thì đây chính là cái mà chúng ta thể hiện cái thông số biến thiên. Thì buổi sau chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn về cái này, liên quan đến cái phần mà xung đột tài nguyên, xung đột tài nguyên. Ok. Đó. Chúng ta chỉ cần biết cách thao tác để tạo ra cái bài toán số 1 thôi, là thay đổi cái giá trị max unit. Đó. Và quay lại cái khung nhìn gì sheet. Bình thường là max unit chúng ta ở ngoài đây chúng ta vẫn phải nhập cái giá trị 50 là cái giá trị tối đa của chúng ta, đúng không ạ? Vẫn nhập giá trị 50 bình thường. Sau đó thì chúng ta mới làm bài toán thay đổi biến thiên cho nó bằng cái thẻ Gradle trong Jisoo Information. Đó, thay đổi biến thiên 50, 15 đến 20, 30, từ 21 đến hết dự án là 50, sau đó ok. Đó là bài toán đầu tiên của chúng ta. Bài toán số 2. Đơn giá tài nguyên thay đổi theo giờ. Đơn giá tài nguyên thay đổi theo giờ. Thực tế chúng ta có chứ, đúng không nhỉ? Nhân công đúng cái thời điểm mà nó bị thiếu đó, thì nhân công nó lại đòi tăng giá chẳng hạn thế. Hoặc là sau Tết đơn giá tăng, hoặc một thời điểm nào đó mà đơn giá tăng, đặc biệt là vật liệu chúng ta có thể là bị tăng theo hàng quý, đúng không ạ? Do ví dụ như vật liệu thép quý 1, quý 2, một đơn giá quý 3, quý 4 thường nó sẽ tăng lên hay giảm đi bao nhiêu phần trăm đó, đúng không ạ? Thì nếu như nó có những cái thông tin đó thì nó hoàn toàn đi phản ánh được vào trong MF của đây. Đó. Thì để thay đổi được đơn giá trong project thì chúng ta vẫn làm tương tự. Giả sử như nhân công, tôi vẫn áp dụng cho thằng nhân công. Nhưng bây giờ là thay đổi giá, tôi sẽ vào menu cái thẻ code. Ở đây tôi sẽ thấy là có mục là effective date. Thì tôi sẽ chọn vào đây, chọn vào đây, tôi sẽ chọn giả sử như nó sẽ làm đến ngày 10, bắt đầu từ ngày 10 15, đúng không ạ? 15 là do cái số lượng tài nguyên của tôi nó giảm sụt và nhân công lại tăng giá, giả dựng nó lại tăng lên 60.000 một giờ. Đó. Thời gian là một giờ vẫn vậy, hoặc là nó cũng tăng lên là từ 70.000. Đó. Còn bắt đầu từ ngày 21 trở đi, đúng không ạ? Nó quay về 50 bởi vì lúc đó là nhân công của tôi nó đã ổn định rồi. Đó. Nếu như chúng ta không nhập tiếp vì thì mã số vốn hiểu là cái giá trị sau từ ngày 21 tháng 4 đến hết dự án sẽ áp dụng đúng cái đơn giá này. Đó, xong nó ấn ok thôi. Và như vậy là thằng project nó sẽ áp dụng đúng cái đơn giá của tổng tài nguyên theo đúng cái thời gian mà chúng ta đưa ra. Và khi các công tác mà sử dụng tài nguyên rơi vào đúng khoảng thời gian đó thì nó sẽ áp dụng cái đơn giá là 60.000. Còn nếu như ngoài khoảng thời gian là từ 15 đến 20 nó lại áp dụng là đơn giá là 50.000. Đó. Thì trong cái bài tập mà tôi sẽ gửi cho mọi người sau cái buổi học ngày hôm nay thì cũng sẽ có một nội dung để yêu cầu chúng ta làm cái nội dung này, và chúng ta sẽ thấy được cái sự sai khác khi mà chúng ta thay đổi, thấy được sự sai khác khi chúng ta thay đổi. Được, trước khi mà chúng ta thay đổi thì nó sẽ có một một giá trị của dự án. Còn khi chúng ta thay đổi như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái giá trị dự án nó cũng sẽ thay đổi theo. Đó. Tức là thằng project nó tính toán đúng theo cái đơn giá của cái khoảng thời gian mà thằng tài nguyên đó nó rơi vào. Đó. Bài toán số 3 mà chúng ta bàn tới đó là gì? Đơn giá tài nguyên thay đổi theo công việc. Tức là cùng một cái loại tài nguyên khi mà chúng ta làm ở các công việc khác nhau thì chúng ta sẽ nhận các đơn giá khác nhau. Các đơn giá khác nhau.
Giả sử những thằng nhân công nó nằm ở đào móng thì giảm đơn giá, nó nằm ở xây tường thì giảm đơn giá, nó nằm ở bê tông thì giảm đơn giá. Đó. Thì trong một sách chúng ta phản ánh như sau: chúng ta vẫn kích đốt vào công tác đó, vào tài nguyên đó, nó sẽ bật lên và chúng ta lựa chọn thẻ code. Thì đây chúng ta để thấy chúng ta còn cái thẻ A, B, C, D, E bên cạnh. Cái thẻ A, B, C, D, E bên cạnh. Thì thằng bộ sách nó cung cấp ra là 5 thẻ giá tất cả, 5 thẻ giá tất cả A, B, C, D, E. A, B, C, D. Đó, 5 thẻ giá A, B, C, D. Và 5 thẻ giá này nó sẽ giúp chúng ta tạo ra 5 thẻ giá cho cùng một loại tài nguyên nhân công. Và sau này chúng ta có 5 thẻ giá này thì chúng ta sẽ gán được cho các công tác khi nó sử dụng tài nguyên nhân công. Được chưa? Nào, giả sử tôi tiếp tục chọn cái thẻ A mà có rồi, là thẻ mặc định rồi, tôi chọn thẻ B. Giả sử như là thẻ B tôi định là áp dụng khi mà thằng nhân công nó làm cái công việc mà khó khăn phức tạp, giả sử tôi trả nó 7.000 đồng một giờ. Đó. Thẻ C tôi giả cho nó 8.000 đồng một giờ khi nó làm đã hoàn thiện hẳn đấy. Tương tự thẻ D, thẻ E nếu như có, nó có thể tạo thêm. Giả sử tôi tạo ra 3 thẻ A, B, C rồi. Nếu như có overtime thì chúng ta có thể tạo ra. Giả sử overtime là 90.000. Thằng B thì overtime giả là 80.000 hẳn đấy. Đó. Mà chúng ta chọn OK. Tức là chúng ta mới chỉ tạo ra các thẻ A, B, C thôi. A, B, C thôi. Còn nhiệm vụ chúng ta bây giờ phải phải khai báo để thằng Mozek nó hiểu là A khi mà thằng nhân công nó làm ở công tác nào đó thì nhận A, khi nó làm công tác khác nó nhận B, khi nó làm công tác khác nữa nó nhận C. Thì chúng ta sẽ làm như sau: chúng ta vào không nhìn gì sure, sorry gì sure usage đấy ạ. Chúng ta chọn sao không nhìn gì sure usage, thì ở không nhìn này chúng ta sẽ nhìn thấy một tài nguyên nào đó đang tham gia vào những công tác nào. Và đây chúng ta thấy nhân công nó tham gia vào rất nhiều công tác đúng không ạ? Nhiều công tác. Đó. Nó tham gia vào giải phóng bằng, nó tham gia đào móng, xây tường. Đó. Thì hiện tại bây giờ nó đang nhận một cái thẻ giá A cho tất cả công tác này theo mặc định. Thì để thay đổi cái thẻ giá, hay nói khác là đơn giá của tài nguyên nhân công khi làm ở các công việc khác nhau theo thẻ A, thẻ B, thẻ C, thẻ D, thẻ E mà chúng ta đã tạo trước đó, thì chúng ta sẽ phải chèn vào đây một cái cột dữ liệu gọi là cột code table. Ta search và thấy đó là code table, tức là bảng đơn giá. Được chưa? Vâng, ta thấy là mặc định nó đều A cả. À. Nào để chúng ta xem sự khác nhau nhá. Thì trước đó tôi sẽ cho mọi người xem là chi phí hiện tại của dự án này. Nó đang là 418 triệu đồng đấy, 418 triệu. 418 triệu. Nhớ nhá, 418 triệu 45.000. Và lát nữa chúng ta sẽ thấy con số đó thay đổi. Giả sử như đào móng tôi trả nó thẻ B, xây móng tôi trả nó thẻ C. À. Đó, tôi có thể khai báo bất kể, gõ ra thì nhập nhập từ bàn phím ở nhá, ABC bằng cái chữ cái hoa hoặc chữ cái thường đều bố sách đều hiểu. D chữ có đúng không ạ? D thì bằng không à. B C A B B C, giả sử thế. Chúng ta chỉ thay đổi hũ ạ, một vài thằng như vậy. À. Thì bằng cách là chúng ta thay đổi như vậy thì là thằng project nó đã nhận đơn giá khác nhau cho thằng nhân công khi làm ở các người khác nhau rồi đấy. Chúng ta vào project statistic, chúng ta thấy đơn giá thay đổi, cái chi phí của giá thay đổi đúng không ạ? Nó lên 472 triệu rồi. 472 triệu rồi. Là thay đổi hơn so với lúc trước rồi. Đúng không? Đó, tức là đơn giá nó được áp dụng. Đó. Thì đó là cái bài toán số 3 đối với tài nguyên nhân công mà chúng ta cần phải biết và áp dụng cho thực tế của chúng ta để nó phản ánh cái chi phí dự án nó sát với thực tế hơn, sát với thực tế hơn đúng không ạ? Và trong thực tế chúng ta ví dụ như tôi cùng một cái máy máy đào máy 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 đào đó, ví dụ như là chúng ta có dùng nó để cho công tác đào móng thì chúng ta giảm một đơn giá ví dụ như là 500.000 đồng một giờ, nhưng đôi khi là chúng ta dùng cái máy đào đó để hỗ trợ chúng ta đổ bê tông dưới hồ móng sâu thì chúng ta có thể giảm cho nó 600-700.000 một giờ cơ, thì tùy từng thực tế của chúng ta trong các dự án
chúng ta sẽ thay đổi các đơn giá để cho nó phù hợp hơn với lại cả dự án, phù hợp hơn với thực tế dự án. Đúng không? Mục tiêu của chúng ta tạo ra cái thẻ đơn giá rồi là làm những cái bài toán 1, 2 phía trước ấy. Rồi kể cả cái bài toán số 4 mà chúng ta sắp bàn tới đây, mục tiêu của chúng ta ở đây đó là chúng ta phản ánh cái thông tin của dự án sát thực tế nhất có thể sau này xảy ra, sát thực tế nhất có thể xảy ra sau này, đúng không ạ? Chúng ta cố gắng phản ánh sát nhất thôi chứ chúng ta không thể là đúng 100% được, đúng không ạ? Chúng ta có thông tin bao nhiêu chúng ta cố gắng phản ánh tối đa vào thông qua những cái công cụ mà thằng Project nó cung cấp cho chúng ta để chúng ta phản ánh vào, để cái dữ liệu thông tin của chúng ta sau này nó sẽ sát thực tế hơn, sát thực tế hơn. Đó là bài toán số 3. Bài toán số 4 của chúng ta đó là tài nguyên thay đổi trên một công việc. Tức là thế nào? Giả sử như ta có một công việc A làm trong 5 ngày. Công việc A làm trong 5 ngày. Giả sử như công việc A này của tôi làm sử dụng nhân công và máy đào. Nhưng thực tế của tôi là máy đào nó sử dụng hết cả trong 5 ngày này. Nhưng nhân công nó chỉ làm có 2 ngày cuối thôi. Đây là nhân công, đây là máy đào. Thì lúc này chúng ta sẽ phản ánh vào trong project như nào? Đó. Chúng ta vẫn khai báo trong dì sụp lêm như bình thường. Vẫn công tác đó sử dụng bao nhiêu nhân công? Một tổ nhân công là bao nhiêu người? Chúng ta sử dụng vào bao nhiêu máy máy đào? Còn sau khi mà chúng ta khai báo xong rồi thì chúng ta mới làm cái dữ liệu tinh cho nó bằng bài toán số 4 này. Là chúng ta gán cho công tác đó làm máy đào bao lâu và nhân công bao lâu cho công tác đó, thì cái này nó cũng sẽ liên quan đến cái chi phí dự án, đúng không ạ? Nếu chúng ta để hết đây thì thằng Project nó sẽ hiểu là thằng nhân công làm từ ngày 1 đến ngày 5 thì nó sẽ tính đủ chi phí cho cả 5 ngày, nhưng trong thực tế chúng ta nó chỉ làm 2 ngày cuối thôi. Cái thực tế này nó rất rất dễ xảy ra với các công việc trong dự án chúng ta, thì chúng ta phải biết bài toán này để chúng ta phản ánh cho đúng. Giả sử nhá, chúng ta có quay sang khung nhìn Gantt chart, chúng ta gắn thêm một cái tài nguyên, giả sử tôi thêm một cái tài nguyên máy đào đi, chúng ta sẽ dùng nó khai báo thêm một cái máy đào vào đây, tài nguyên dạng guốc, giả sử tôi có 2 con rồi. Sau đó thì tôi quay sang nhìn căn chặt, tôi sử dụng tôi gán cho công tác đào móng thêm thằng máy đào nữa để chúng ta dễ hình dung cái ví dụ, đúng không ạ? Máy đào là sử tôi sử dụng là 2 con đó, chúng tôi vẫn gán bình thường, đúng không ạ? Thì được hiểu là ở công tác đào móng tôi sẽ sử dụng 10 thằng nhân công và 2 con máy đào trong 4 ngày, đấy là theo khai báo ban đầu. Nhưng thực tế của tôi máy đào sẽ đào trong 4 ngày nhưng 10 thằng nhân công này nó chỉ làm trong 2 ngày cuối thôi, thì tôi vẫn khai báo vào trong 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 dịch xuống lên như này, nhưng mà tôi sẽ làm thêm một bài toán số 4 bằng cách là chúng ta sử dụng một cái khung nhìn tập nhìn start usage, nhớ nhé, start usage. Còn lúc nãy là chúng ta sử dụng dịch xuống usage là để cho phép nhìn thấy là một tài nguyên đang tham gia vào những công tác nào, còn start usage nó sẽ ngược lại, nó sẽ cho phép chúng ta nhìn thấy là một công tác đang sử dụng những tài nguyên nào, đang sử dụng tài nguyên nào. Và chúng ta thấy ở đây là ở công tác đào móng chúng ta đang sử dụng nhân công và máy máy đào, đúng không ạ? Nhân công máy đào. Chúng ta để thấy sang cái khung cái phần bảng phía bên tay phải. Đây là bảng phân bổ cái hao phí của chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy ở đây hàng ngày của chúng ta sẽ là nhân công hết 80 giờ, đúng không ạ? Mỗi ngày là 80 giờ trong 4 ngày. Công tác của chúng ta làm 4 ngày mà. Mỗi ngày là 10 người. Còn một ngày là làm 8 giờ, vị trí là một ngày là 80 giờ công, đúng không ạ? 80 giờ công. Đó, và trong 4 ngày, mỗi ngày 80 giờ công. Tương tự máy đào, mỗi ngày làm 8 giờ 2 con máy là mỗi ngày 16 giờ. Đó, thì nó thấy nó thể hiện là từ ngày 1 đến ngày 4. Bây giờ tôi muốn thể hiện là nhân công nó chỉ làm trong 2 ngày, trong 2 ngày 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 cuối thôi, tức là ngày số 3 ngày số 4 thôi. Thì đơn giản là tôi chỉ
cần sửa lại cái số giờ công này tôi nhập là không thôi, không thôi. Và khi tôi nhập không thì thằng project nó hiểu là à, 2 ngày đó là không có nhân công, không có nhân công đó, thì nó sẽ tính toán các tổng hợp cái tài nguyên cũng là chi phí của dự án nó đúng theo cái mà mình khai báo ở đây, báo đây. Và chúng ta thử quay sang khung nhìn Gantt chart thì cái thông số ở ngoài này nó vẫn giữ nguyên như vậy, chỉ có cái chi tiết của nó bên trong là chúng ta đã làm thay đổi nó, làm thay đổi nó đó. Đó, như vậy là chúng ta đã bàn với nhau xong 4 cái bài toán về tài nguyên, thì đến buổi sau thì tôi sẽ review lại 4 cái bài toán này để chúng ta nhớ hơn, nhớ hơn. Tuy nhiên là chúng ta cần phải thực hành những cái bài toán này để chúng ta hiểu hơn bản chất, hiểu bản chất. Bởi chỉ có thực hành, chúng ta ngẫm nghĩ và chúng ta thực hành và chúng ta mới hiểu được là với bài toán đó chúng ta sẽ ứng dụng cho thực tế như thế nào, ứng dụng thực tế như nào. Chúng ta hãy cố gắng là mỗi một bài toán là chúng ta sử liên tưởng thêm trong thực tế chúng ta nó sẽ được dùng như thế nào nhé, nó sẽ được dùng như thế nào.